Chuyển sang phần thời lượng của chuyên mục phòng cháy chữa cháy. Tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, đơn vị và tổ chức. Tuy nhiên, để chấp hành nghiêm và đảm bảo tốt mọi điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, không phải đơn vị nào cũng làm được. Tại huyện Trường Mỹ, có một đơn vị đã nỗ lực đầu tư hệ thống trang thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng mọi yêu cầu đề ra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an thành phố. Đây cũng là một trong những điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy của thủ đô năm 2021. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, chi nhánh tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, chuyên chế biến các sản phẩm thực phẩm từ thịt gà. Với đặc thù yêu cầu vệ sinh môi trường, độ ẩm cao và nhiệt độ duy trì thấp ở mức 12 đến 14 độ C, các thiết bị phòng cháy và chữa cháy tại khu chế biến đều phải nhập khẩu, đảm bảo tốt nhất các quy định về phòng cháy chữa cháy trong nước. Nếu như mình không lựa chọn thiết bị đúng thì sẽ xảy ra các cái hiện tượng là nó rất dễ nhanh bị hỏng, hỏng hóc cần phải thay thế nhiều. Và có thể xảy ra hiện tượng là báo ảo. Chính vì vậy nhà máy đã nhập khẩu các cái thiết bị đạt tiêu chuẩn IP, lắp đặt đúng theo cái quy định của cái ngành chế biến thực phẩm. 11 khu chức năng trong nhà máy đều đã được trang bị đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Định kỳ hàng tháng, hàng năm, các thiết bị đều được kiểm tra, tiến hành sửa chữa, thay thế, bổ sung nếu cần. Riêng các khu vực liên quan tới hệ thống điện như khu nồi hơi, máy bơm đều có cán bộ chuyên môn riêng để quản lý, vận hành và người không phận sự miễn ra vào. Đối với cả công ty nhà máy chế biến sản phẩm thịt thuộc công ty cổ phần chăn nuôi CP đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của luật. Trong đầu tư xây dựng đã được thẩm duyệt và nghiệm thu các đối với cả các hạng mục của công trình. Trong cái quá trình hoạt động đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy theo quy định của luật. Hiện nhà máy đã xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 40 người. Các thành viên đều được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn do Công an huyện Chương Mỹ triển khai, đồng thời duy trì đều đặn công tác ứng phó với các tình huống giả định do đơn vị xây dựng. Với sự đầu tư quan tâm tới vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy, năm 2021, nhà máy đã được Công an thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mỗi cán bộ công nhân viên của chúng tôi luôn được nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy. Nhà máy thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo tuyên truyền bằng loa phát thanh đến từng cá nhân, từng bộ phận, phòng ban để nhắc nhở về vấn đề này. Doanh nghiệp cũng thành lập bộ phận an toàn SHI chuyên biệt phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, luôn luôn chủ động sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Tuân thủ và đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không để xảy ra các sự cố hỏa hoạn, chập cháy là một trong những mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Đây là mô hình tiêu biểu mà nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần học hỏi để đảm bảo công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ. Nhân rộng các mô hình điển hình về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là biện pháp tốt nhất để kéo giảm nguy cơ hỏa hoạn chập cháy. Thời gian qua, Công an huyện Chương Mỹ cũng đã làm gì để triển khai mặt công tác này? Trao đổi của phóng viên Hà Nội 18 giờ với Đại úy Nguyễn Hoàng Tùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Chương Mỹ. Thưa đồng chí, cái việc nhân rộng những cái mô hình điển hình về phòng cháy chữa cháy thì rất là quan trọng. Vậy thì thời gian qua thì Công an huyện Chương Mỹ đã triển khai cái kế hoạch này như thế nào và thu lại được những cái kết quả cụ thể ra sao? Vâng, về việc nhân rộng cái điển hình tiên tiến về công tác phòng cháy chữa cháy thì ngay từ đầu năm, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch về đăng ký chỉ tiêu. Căn cứ kết quả công tác phòng cháy cháy trong một năm thì cuối năm Đảng ủy Công an huyện sẽ tiến hành họp xét báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố. Thì trong đấy cái kết quả năm 2021 thì trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã được khen 3 cơ sở và 4 địa bàn đã được giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen về điển hình tiên tiến về công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị để trao thưởng, từ đó là nhân rộng những cái cách làm hay, những cái mô hình hay điển hình về phòng cháy chữa cháy cho tất cả các cái cơ sở và các địa bàn ở trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Để tiếp tục nhân rộng những cái mô hình tiêu biểu, đồng thời cũng để ngăn ngừa những cái cơ sở mà không đảm bảo các cái quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới thì Công an huyện Chương Mỹ sẽ triển khai những cái nhiệm vụ cụ thể ra sao? Từ đầu năm là Công an huyện đã triển khai các kế hoạch và công văn để các cơ sở đã tiến hành đăng ký điển hình tiên tiến. Còn riêng đối với những cái cơ sở mà vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đã báo cáo huyện ủy và ủy ban nhân dân đăng công báo những cái cơ sở mà vi phạm trong đầu tư xây dựng và tuyên truyền trên các hệ thống loa phát thanh của huyện. Từ đấy là chúng tôi là giúp kiềm chế những cái vụ cháy nổ trên địa bàn, qua đó đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh trật tự trên địa bàn.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ.